Quân đội Ukraine lập chiến công lớn khi không chỉ tiêu diệt tổ lái xe tăng T-72 Nga mà còn bắt giữ thành công chiếc xe này. Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể trong việc ngăn chặn các bước tiến của quân đội Nga, đặc biệt tại khu vực Borovsky, nơi trong 6 ngày qua quân Nga không tiến thêm được một mét nào trong một loạt các vụ bê bối tham nhũng chấn động, nhiều quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga, bao gồm cả cựu nhân viên cục nghiên cứu liên ngành nâng cao và các dự án đặc biệt, đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ quy mô lớn. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị quốc tế, Tổng thống Nga Putin bất ngờ tuyên bố ủng hộ phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc đua vào tòa Bạch Úc. Con trai tổng thống Biden vừa thừa nhận toàn bộ chín cáo buộc liên quan tới tránh né nộp khoản thuế 1,4 triệu đô la trong giai đoạn 2016-2019, trong khi chi nhiều tiền cho ma túy, gái mại dâm và các mặt hàng xa xỉ. CEO Telegram chỉ trích giới chức Pháp áp dụng những điều luật lạc hậu khi truy tố ông và phủ nhận các cáo buộc nhằm vào Telegram. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Xin mến chào quý khán giả đang đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga, Ukraine và tình hình thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật như sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhờ sự phối hợp chính xác giữa trinh sát trên không và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine, cùng với lòng dũng cảm của các binh sĩ, quân đội Ukraine đã không chỉ tiêu diệt tổ lái xe tăng T-72 Nga mà còn bắt giữ thành công chiếc xe này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra trên mặt trận Borosky, nơi quân đội Ukraine đã liên tiếp chặn đứng các bước tiến của lực lượng Nga. Theo thông tin từ Trung úy Ukraine, sự kiện này đã diễn ra gần Selidovo, khi quân đội Nga cố gắng sử dụng xe tăng T-72 để chặn một lối đi dưới cầu đường sắt. Địch đã lái xe tăng xuống gầm cầu, nhưng tổ lái nhanh chóng bỏ xe và bỏ chạy mà không tắt máy. Tuy nhiên, những binh sĩ Nga đã không thể trốn thoát khi lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt họ trong lúc tháo chạy. Video về chiến dịch này đã xuất hiện trên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người ủng hộ Ukraine. Trung úy Ukraine đã không ngừng khen ngợi sự dũng cảm của các binh sĩ tham gia, nhấn mạnh rằng họ xứng đáng nhận được sự tôn vinh và ngưỡng mộ từ mọi người. Cuộc chiến giành Borovsky là một phần trong cuộc chiến lớn hơn của Ukraine nhằm để lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình chiến thắng gần đây không chỉ nâng cao tinh thần của binh sĩ ukraine mà còn là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu dần của nga khi các chiến dịch của họ ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiến lên và chiếm đóng lãnh thổ với việc liên tục bắt giữ các thiết bị quân sự và đẩy lùi các cuộc tấn công ukraine đang chứng tỏ khả năng chiến đấu vượt trội mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ phía nga những chiến thắng như tại brusky là minh chứng cho sự kiên cường và quyết tâm của ukraine trong cuộc chiến này Lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể trong việc ngăn chặn các bước tiến của quân đội Nga, đặc biệt tại khu vực Borovsky, nơi trong 6 ngày qua, quân đội Nga không tiến thêm được một mét nào. Đây là tuyên bố của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sinsky nhấn mạnh sự suy yếu rõ rệt của Nga không chỉ trong việc di chuyển quân mà còn trong khả năng pháo kích và tiến hành các cuộc tấn công trên mặt trận theo tướng zinsky quân nga đang gặp khó khăn nghiêm trọng trên nhiều mặt trận đặc biệt là thiếu hụt về số lượng pháo binh cũng như tần suất các cuộc tấn công đã giảm đáng kể ông cũng cho biết sự suy yếu của nga đã được cảm nhận rõ rệt trên toàn mặt trận cho thấy sự chứng lại trong chiến dịch của họ điều này tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội ukraine trong việc củng cố vị trí phòng thủ và triển khai các cuộc tấn công chiến lược một trong những thành công nổi bật gần đây của quân đội ukraine là cuộc tấn công tại khu vực kusker mà theo zinsky đã đạt được một số mục tiêu quan trọng quân đội ukraine không chỉ ngăn chặn thành công sự tiến quân của quân đội nga mà còn kéo lùi lực lượng địch từ các mặt trận khác giảm bớt áp lực pháo kích lên khu vực biên giới đặc biệt cuộc tấn công này đã giúp nâng cao tinh thần cho cả quân đội và dân chúng ukraine tạo động lực mạnh mẽ cho các lực lượng vũ trang tướng zinsky cũng nhấn mạnh rằng mặc dù nga có lợi thế về vật chất và nguồn lực nhưng ukraine đã và đang chiến đấu một cách thông minh và hiệu quả hơn sự tận dụng tối đa máy bay không người lái và vũ khí chính xác là một yếu tố quan trọng giúp ukraine duy trì thế trận trong tình thế bất lợi về quân số và trang bị Mặc dù vậy, vị tướng này cũng thừa nhận rằng những binh sĩ mới được điều động có thời gian huấn luyện ngắn hơn mong muốn do tình hình căng thẳng và cần phải bổ sung lực lượng nhanh chóng. Đây là một thách thức lớn khi Ukraine phải duy trì cả chất lượng và số lượng binh sĩ trên chiến trường. Một trong những vấn đề đáng lo ngại khác được Tổng tư lệnh Sinsky nhắc đến là sự chậm trễ trong việc hỗ trợ quân sự từ phía Hoa Kỳ. Ông cho rằng điều này đã gây ra những khó khăn và thất bại nghiêm trọng trên một số mặt trận, làm giảm tinh thần của binh lính Ukraine trong những thời điểm thèn chốt. Bên cạnh đó, để tăng cường cho mặt trận Borovsky, Bộ Chỉ huy Ukraine đã điều chuyển lữ đoàn 93 đến khu vực này, bao gồm các tiểu đoàn xe tăng, pháo binh, lính bắn tỉa và một sư đoàn hỏa tiễn phòng không. Động thái này cho thấy Ukraine không chỉ phòng thủ mà còn sẵn sàng cho các cuộc phản công mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Trong một loạt các vụ bê bối tham nhũng chấn động, nhiều quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga, bao gồm cả cựu nhân viên Cục Nghiên cứu Liên ngành Nâng cao và các dự án đặc biệt Andrei Jekmazov, đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ quy mô lớn. Vụ án lần này không chỉ dừng lại ở việc truy tố cá nhân, mà dường như còn đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch làm sạch toàn bộ bộ phận quân sự của Nga. Theo thông tin từ cơ quan điều tra quân sự Nga, Jack Mazov và phó của ông ta Dmitry Formin đã nhận hối lộ tổng cộng 7,7 triệu rúp từ tổng giám đốc công ty cổ phần Oberontes Alexander Sukharev trong giai đoạn từ tháng 6 năm ngoái đến ngày 3 tháng 9. Hối lộ được trao đổi nhằm bảo đảm việc phê duyệt các hợp đồng nhà nước về công việc phát triển liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga tổng số tiền của các hợp đồng lên tới 1,5 tỷ rúp được ký kết giữa cục nghiên cứu liên ngành nâng cao và công ty cổ phần Oberontes từ năm 2016 đến 2022. Trên Mazov và Fomin hiện đang bị cáo buộc tội nhận hối lộ quy mô lớn theo phần 6 của Điều 290 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, với mức án có thể lên tới 15 năm tù. Sukarev cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tội đưa hối lộ với quy mô lớn theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự. Vụ bắt giữ này chỉ là một phần trong chiến dịch lớn hơn nhằm truy tố các quan chức quân sự cấp cao có liên quan đến tham nhũng. Điển hình là việc bắt giữ sáu tướng cấp cao sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu từ chức. Trong số đó có Phó Tư lệnh Quân khu Leningrad, Thiếu tướng Valery Mumazenov và Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng quân đội Pavel Popov, người bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo và tham nhũng lớn một số tướng lĩnh khác cũng đã bị điều tra và bắt giữ, bao gồm Dmitry Buklov, người bị cáo buộc tham gia vào các thỏa thuận tham nhũng trị giá 1,3 tỷ rúp và Timur Ivanov với cáo buộc nhận hối lộ lên tới 1,2 tỷ rúp. Phó tổng tham mưu trưởng, trung tướng Vadim Samarin cùng cục trưởng cục nhân sự Bộ Quốc phòng, trung tướng Yuri Kuznetsov cũng đã bị đưa vào trại giam chờ xét xử với tội danh tương tự. Theo các nguồn tin từ điện Kremlin và chính phủ, chiến dịch làm sạch này được khởi xướng bởi cơ quan an ninh liên bang Nga FSB và nhận được sự phê chuẩn từ tổng thống Vladimir Putin. Mục tiêu của chiến dịch theo các chuyên gia là nhằm chuyển trách nhiệm cho quân đội Nga về những thất bại trong cuộc chiến ở Ukraine điều này cũng được coi là một cách để fsb nắm quyền kiểm soát ngân sách khổng lồ của bộ quốc phòng vốn đã bị lạm dụng qua các vụ tham nhũng kéo dài nhiều năm một nguồn tin nội bộ cho biết đây mới chỉ là khởi đầu và dự kiến sẽ có hàng trăm người bị bắt trong tất cả các đơn vị của bộ quốc phòng nga từ nay đến cuối năm điều này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc xử lý các vụ bê bối tham nhũng trong giới quân sự nga đồng thời làm gia tăng sự bất ổn nội bộ giữa các cơ quan quyền lực hàng đầu của nước này khi fsb và quân đội nga đang giằng co về quyền lực và trách nhiệm trong bối cảnh xung đột ukraine vẫn đang diễn ra chiến dịch này có thể tiếp tục leo thang và để lại tác động sâu sắc lên bộ quốc phòng nga cũng như mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực của đất nước trong bối cảnh căng thẳng chính trị quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, gây nhiều nghi vấn về động cơ thực sự của ông ta. Phát biểu này được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF ở Vladivostok ngày 5 tháng 9, nơi Putin cho biết ông muốn thấy bà Harris đắc cử Tổng thống Mỹ, dù trước đó ông từng tuyên bố ủng hộ Joe Biden vì là chính trị gia truyền thống và dễ đoán. Điều khiến phát ngôn của Putin thu hút sự chú ý là sự mỉa mai khi ông đề cập đến việc Biden đã rút khỏi cuộc đua và kêu gọi người ủng hộ chuyển sang Harris. Tổng thống Nga nửa đùa nửa thật, chúng tôi sẽ ủng hộ bà ấy, làm dấy lên nhiều đồng đáng về mục tiêu của ông. Trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine, mối quan hệ giữa Nga và các chính quyền Mỹ trở nên đặc biệt nhạy cảm và sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Putin không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ bà Harris mà còn chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump, người từng áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Nga trong nhiệm kỳ của mình. Ông Putin nhấn mạnh, Trump đã áp quá nhiều lệnh trừng phạt lên Nga, nhiều hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào trước đó. Điều này có thể lý giải tại sao Putin lại thể hiện thái độ tích cực với Harris khi cho rằng bà có thể sẽ không duy trì chính sách cứng rắn với Nga như ông Trump. Tuy nhiên, quan điểm của Putin khiến nhiều chuyên gia hoài nghi. Việc công khai ủng hộ một ứng viên như Harris vốn là đại diện của Đảng Dân chủ và có lập trường cứng rắn với Nga dường như là một nỗ lực đánh lạc hướng dư luận hoặc gây rối nội bộ Mỹ. Trong quá khứ, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và việc Putin bình luận về cuộc đua năm 2024 có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tiếp tục tìm cách gây ảnh hưởng. Phát ngôn của Putin cũng gây ra phản ứng từ phía Mỹ. John Kirby, người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, chỉ trích sự can thiệp của Putin và nhấn mạnh rằng tổng thống Nga nên tránh bình luận về cuộc bầu cử Mỹ. Về phía ông Trump, cựu tổng thống Mỹ dường như bị bất ngờ bởi sự ủng hộ từ phía Nga. Ông nói rằng ông không biết nên cảm ơn Putin hay hiểu phát ngôn này như một sự xúc phạm. Những phát ngôn từ cả hai phía cho thấy cuộc bầu cử Mỹ không chỉ là cuộc đua giữa các ứng viên nội bộ mà còn là nơi để các cường quốc khác như Nga thể hiện mối quan tâm và tìm cách tác động dù putin khẳng định nga sẽ tôn trọng kết quả bầu cử nhưng rõ ràng rằng moscow đang tìm cách duy trì tầm ảnh hưởng của mình đối với chính trường mỹ trong bối cảnh căng thẳng quốc tế leo thang đặc biệt là cuộc chiến ở ukraine Thưa quý vị, con trai Tổng thống Biden là Hunter Biden vừa thừa nhận toàn bộ chính cáo buộc liên quan tới tránh né nộp khoản thuế 1,4 triệu đô la trong giai đoạn 2016-2019, trong khi chi nhiều tiền cho ma túy, gái mại dâm và các mặt hàng xa xỉ. Động thái bất ngờ này được cho là nhằm tránh phiên tòa xét xử tại Los Angeles trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thẩm phán Mark Scarcy cho biết Hunter đối mặt mức án lên tới 17 năm tù và khoản tiền phạt 450.000 đô la. Ông dự kiến tuyên án ngày 16 tháng 12 bị cáo trong những vụ án hình sự ở Mỹ thường thỏa thuận trước với công tố viên để tòa kết án mà không cần xét xử, đổi lại họ sẽ nhận tội nhẹ hơn so với khung hình phạt bên công tố đưa ra. Hunter Biden không đạt bất kỳ thỏa thuận nào với công tố viên trong lần này. Con trai ông Biden trước đó đề nghị nhận tội nhưng tránh thừa nhận hành vi sai trái. Động thái pháp lý này được gọi là lời biện hộ Alford, trong đó bị cáo không thừa nhận hành động phạm pháp và khẳng định mình vô tội, nhưng thừa nhận bên công tố có đủ bằng chứng để thuyết phục thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo có tội. Đề nghị này đã bị công tố viên phản đối. Abby Lowell, luật sư của Hunter Biden, nói với thẩm phán rằng thân chủ của ông sẽ nhận tội dù không có thỏa thuận giảm nhẹ bản án. Trong tuyên bố sau phiên điều trần ngày 5 tháng 9, Hunter Biden cho biết ông nhận tội để gia đình không phải tham dự phiên tòa và nghe về những chuyện xảy ra trong giai đoạn ông nghiện ma túy. Với tất cả những gì tôi đã gây ra cho họ suốt nhiều năm, tôi không muốn họ phải chịu thêm điều này. Ông nói và thêm rằng đã nộp khoản thuế yêu cầu. Nếu phiên xét xử diễn ra như dự kiến, vai trò của Hunter trong việc làm ăn với công ty khí đốt Burisma của Ukraine cùng các giao dịch kinh doanh khác khi cha ông còn là phó tổng thống Mỹ cũng có thể được đề cập. Bản cáo trạng mà công tố viên đưa ra nói rằng Hunter Biden kiếm được nhiều tiền khi làm trong hội đồng quản trị của Burisma và quỹ đầu tư tư nhân của Trung Quốc. Ngoài vụ án trốn thuế, Hunter đang kháng cáo phán quyết có tội liên quan tới mua súng bất hợp pháp khi sử dụng ma túy ở Delaware. Nếu kháng cáo thất bại, con trai ông Biden có thể phải chịu mức án nặng hơn trong vụ trốn thuế vì khi đó ông không còn là người lần đầu phạm pháp. Liên quan đến vụ CEO Telegram bị bắt giữ, Pavel Durov ngày 5 tháng 9 đã đăng bài viết dài trên Telegram, cho biết thật đáng ngạc nhiên khi ông phải chịu trách nhiệm về nội dung do người khác đăng trên nền tảng này. Sử dụng luật từ thời trước khi có điện thoại thông minh để buộc tội một CEO về những hành động phạm pháp do bên thứ ba gây ra trên ứng dụng họ quản lý là cách tiếp cận sai lầm, ông viết. Đây là lần đầu tiên CEO Telegram lên tiếng kể từ khi bị bắt ở Pháp cuối tháng trước. Durov cũng phủ nhận những tuyên bố cho rằng Telegram không khác gì một dạng thiên đường vô chính phủ, khẳng định ứng dụng này xóa hàng triệu bài đăng và kênh có hại mỗi ngày. CEO Telegram phủ nhận các cáo buộc nền tảng này không phản hồi các yêu cầu của giới chức pháp, khẳng định ông đã đích thân giúp chính quyền nước này thiết lập đường dây nóng với Telegram để giải quyết mối đe dọa khủng bố. Pavel Durov sử dụng giọng điệu hòa giải hơn ở cuối bài viết, cho hay số lượng người dùng tăng vọt của Telegram đã gây ra những khó khăn ngày càng lớn, khiến tội phạm dễ dàng lạm dụng nền tảng. Ông ước tính Telegram đã đạt 950 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đó là lý do tôi đặt mục tiêu bảo đảm cải thiện đáng kể vấn đề này, CEO Telegram nói, thêm rằng vấn đề đang được giải quyết nội bộ và sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết trong tương lai. Tôi hy vọng các sự kiện hồi tháng 8 sẽ giúp Telegram cũng như toàn bộ ngành công nghiệp mạng xã hội trở nên an toàn và mạnh mẽ hơn. Rudolf tuyên bố Telegram sẵn sàng rút khỏi một quốc gia nếu không thể thống nhất về sự cân bằng phù hợp giữa quyền riêng tư và bảo mật với cơ quan quản lý địa phương. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.